Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cũng như là quay lại với series chuyên mục chuyện bí kíp video với Chiyo xoay 360 độ. Và trước đó sẽ như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng check. Đây, trước video quay 360 nó sẽ như thế này. Đây, giờ tôi làm cho bạn coi thử nha. Đó, thì nó sẽ kiểu choppy xong rồi cắn cái dây ra cho Chiyo nó xoay. Đó. Ủa gì kỳ vậy? Khoan, nó xoay chưa hết nữa ba. Từ, lại. Hơi bị fail. Tại như lại như chuyện bí kíp này hơi bị sakanu tí. Từ lại nè. Đó là nó video nó quay vậy đó. Đây tôi làm lại cho mấy bạn coi thử lại nha. Quay 360 nè. Đây, choppy nè ha. Rồi các bạn căng ra nhìn con vô nó xoay. Đó là các bạn căng cho vô nó xoay 360 nó quay đúng một vòng. Rồi các bạn ao ra, thế là xong. Đó là trick vô quay 360 độ. Đây tôi làm lại khác nữa nha. Nè đó. Đó thấy chưa? Đó, các bạn thấy rõ con vô nó xoay không? Đó, vậy thôi. Cho nên như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vô chuyên mục hướng dẫn trick. Ok, và bây giờ sẽ là hướng dẫn cho các bạn làm chiêu đó nha. Thì đầu tiên các bạn vô choppy nè. Đó, vô cái chiêu giống như tôi nè. Rồi, các bạn để cái tay tôi nè. Là các bạn sẽ đi cái hướng từ ở bên trong đi ra nha. Và các bạn lấy cái dây ở phía bên ngoài cùng bên phải. Và các bạn kéo căng con vô ra. Không phải căng con vô mà là các bạn căng cái lực á, trái phải cùng lúc. Kiểu các bạn cầm nè, từ ở ngoài vô nè ha. Đó, các bạn lấy cái cọng dây ngoài cùng bên phải. Các bạn căng, nè các bạn cầm hai cái đầu nè, các bạn kéo căng ra. Căng này hay cái quán tính con vô nó sẽ xoay thôi. Đấy. Nó xoay hoặc là không xoay, nhớ giống hồi nãy lúc tôi mới làm mà vô nó không xoay là tôi thấy nó quế quế rồi đó. Đây, đó. Thì đó là vậy, nên các bạn áp dụng công thức là ra. Ok, bye bye.